chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Thu Hoa xin mời tất cả bà con sẽ cùng tham gia vào quy trình sấy củ cải cùng với mọi người trong công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng đi theo bước chân của Thu Hoa. Bước 1, chuẩn bị nguyên liệu. 40kg củ cải, muối trắng, dao, thớt. Bước 2 là sơ chế củ cải. Chú ý, ta nên chọn củ cải nạc, cầm chắc tay, không bị xốp. Sau đó, thái lát mỏng hoặc thái sợi. Nhưng không nên thái mỏng quá, như vậy là mất đi độ giòn của củ cải. Tiếp theo, ta cho củ cải ra khay sấy và dàn đều. Bước thứ 3, ta sẽ sấy củ cải với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Đặc biệt, đó là khi sấy bằng máy sấy thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn so với cách sấy tự nhiên. Máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sử dụng dòng điện gia đình 220V. Máy được thiết kế chốt đóng mở cùng với lớp gioăng cao su giúp cho nhiệt được giữ kín trong buồng làm việc, không bị thoát hơi nóng ra bên ngoài. Máy được thiết kế cải tiến với bảng điều khiển thông minh, có đồng hồ nhiệt giúp điều chỉnh được nhiệt độ sấy. Bước 1, ta bật công tắc nguồn. Bước 2, bật công tắc sấy chính. Bước 3, đó là hẹn giờ. Thì ở đây có 3 mức, đó là giây được ký hiệu là S, phút được ký hiệu là M và giờ được ký hiệu là H. Và sấy củ cải ta cài đặt 10 tiếng. Bước 4, ta sẽ nhiệt độ ở 60 độ. Và bước cuối cùng, ta sẽ bật nút sấy phụ để khởi động nút 2 hộp nhiệt còn lại. Đối với những gia đình có dòng điện yếu thì ta chỉ cần bật nút sấy chính để khởi động 2 hộp nhiệt. Sau 5 tiếng thì mọi người có thể thấy là củ cải đã khô dần. Ta kiểm tra và dàn đều củ cải để có thể sấy khô được đều cả hai mặt. Như mọi người đang thấy, đây là khoang làm việc của máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Khoang làm việc của máy được thiết kế rộng rãi 100% bằng inox, với lớp bông thủy tinh cách nhiệt giúp cho nhiệt độ không bị tỏa ra ngoài, đảm bảo hệ thống buồng sấy được ổn định nhiệt. Máy được thiết kế với hệ thống sấy đối lưu tuần hoàn khí nóng và được chia thành 4 hộp nhiệt, mỗi hộp 2 thanh. Mỗi thanh có công suất là 800W. Hệ thống rãnh nhiệt được dàn đều hai bên sườn giúp nhiệt tỏa đều vào các khay. Phần quạt hút sẽ giúp hơi nóng được tuần hoàn tròn, làm cho các nguyên liệu được sấy khô đều từ trong ra ngoài. Và phần rãnh thoát khí giúp các hơi ẩm được thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Hệ thống buồng làm việc có 10 khay sấy với kích thước 95x76cm. Lỗ thoát khí của các khay sấy là 0,3cm. Lỗ thoát khí được đẩy ra sát mép giàng giúp cho các khay sấy đạt được hiệu quả cao. Các khay sấy được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox, giúp chứa được nhiều nguyên liệu lại đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Và đây là thành quả của chúng ta sau 10 tiếng. Củ cải của chúng ta đã được sấy khô, đều màu và rất là đẹp. Và củ cải là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe. Việc sấy khô sẽ giúp bảo quản được lâu hơn, lại chế biến được nhiều món ăn hơn, như là củ cải khô xào cà rốt, củ cải khô ngâm tương, củ cải khô xào với thịt bò. Và vừa rồi thì Thu Hoa đã hướng dẫn bà con với cách sấy củ cải bằng máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, không còn phải mất thời gian đi phơi nắng, lại không đảm bảo vệ sinh. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay một chiếc máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0946 24 9955 hoặc 0943 47 9955 để được tư vấn miễn phí. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con làm ăn tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.